Chào các bạn. Uống nước là một việc đơn giản, nhưng nếu uống nước không đúng cách sẽ khiến cho thận của bạn ngày càng tồi tệ. Hãy biết sớm và phòng tránh để không phá hủy chức năng thận. Chúng ta đều biết, việc uống nước mỗi ngày là để duy trì nhu cầu nước của cơ thể. Mặc dù uống nước là một việc đơn giản, nhưng nếu uống nước không đúng cách, nó sẽ có hại cho sức khỏe tổng thể của chúng ta. Trong đó, thận là bị phá nhiều nhất. Sau đây là những thói quen xấu của việc uống nước đang làm tổn thương thận của bạn. Uống quá nhiều nước mỗi ngày. Ngược lại với nhóm người lười uống nước thì đây cũng là một thói quen đáng cảnh báo khi bạn uống quá nhiều nước. Mặc dù chúng ta biết rằng uống nhiều nước là tốt nhưng nó cũng chỉ nên ở một mức độ vừa phải. Nếu bạn uống quá nhiều nước, nó sẽ gây ra những gánh nặng nhất định cho thận. Những người bị suy giảm chức năng thận nếu họ uống quá nhiều nước sẽ làm tăng sự tái hấp thu nước. Chức năng thận phải làm việc nhiều, tăng gánh nặng trong quá trình lọc nước. Điều này sẽ gây ra một số rắc rối cho hệ thống tiểu tiện. Uống nước quá ít. Những người mắc bệnh tiểu đường về cơ bản có 3 triệu chứng điển hình: đi tiểu nhiều, uống nhiều, ăn nhiều thực phẩm. Những người bị tiểu đường để tránh đi tiểu nhiều, nên nhiều người đã lựa chọn khống chế lượng nước đi vào cơ thể. Tuy nhiên, với những người mắc bệnh này, việc uống nhiều nước lại là biểu hiện của sự tự bảo vệ. Nước có thể làm giảm hoặc khôi phục áp suất thẩm thấu huyết tương một cách bình thường và thúc đẩy sự bài tiết đường huyết trong cơ thể nhanh chóng ra ngoài, giúp đường huyết ổn định. Các chuyên gia nhắc nhở rằng, đặc biệt là vào mùa hè, cơ thể con người đổ mồ hôi nhiều. Nếu người mắc bệnh tiểu đường vẫn hạn chế uống nước, có thể sẽ dẫn đến các biến chứng cấp tính như nhiễm toan ceto và thậm chí hôn mê. Thời gian dài thiếu nước cũng có thể là do máu trong cơ thể đặc dẫn đến bệnh mạch máu do tiểu đường. Uống ngụm nước lớn trong một hơi. Thời tiết nóng, rất nhiều người thích uống ngụm nước lớn, có khi uống một lần hết nửa chai nước. Cách uống như vậy sẽ nhanh chóng làm tăng lưu lượng máu, dẫn đến khối lượng công việc của tim và tiêu thụ oxy cơ tim tăng nhanh chóng, rất có khả năng gây suy tim. Hơn nữa, sau khi máu được pha loãng với một lượng nước lớn, nồng độ chất điện giải biến đổi thấp. Tại thời điểm này, nước dễ dàng xâm nhập vào các tế bào theo sự khuếch tán, khiến các tế bào bị phù, gây ngộ độc nước, hạ natri máu. Nếu bạn uống nước lạnh, vấn đề thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Một người có chức năng tim không tốt dưới sự kích thích của lượng lớn nước lạnh sẽ làm tăng nhịp tim và tăng mức tiêu thụ oxy của tim, có thể gây ra các bệnh về tim như rối loạn nhịp tim và đau thắt ngực. Uống nước ngay trước khi đi ngủ. Đây là cách uống nước sai lầm. Uống nhiều nước trước khi đi ngủ sẽ gây ra hệ lụy nguy hiểm, bởi vì nước khiến bạn khó ngủ hơn, đồng thời gây gián đoạn giấc ngủ khi bạn phải bật dậy để đi tiểu nhiều lần. Hơn nữa là thận của chúng ta hoạt động chậm hơn vào ban đêm, trong khi việc uống nước cũng đồng nghĩa với việc ép thận làm việc, chân tay và mặt có thể bị sưng phù vào sáng ngày hôm sau. Uống các loại đồ uống khác thay thế nước lọc. Càng ngày, việc phục vụ đồ uống bán sẵn lại càng trở nên thuận lợi. Bạn chỉ cần nhấc điện thoại hoặc đặt hàng trên mạng là có thể có ngay những cốc đồ uống đúng khẩu vị. Có rất nhiều loại đồ uống trên thị trường và hương vị rất phong phú. Nhiều người trẻ chọn thưởng thức những loại đồ uống này thay vì nước đun sôi. Thực tế, nhiều loại đồ uống có chứa nhiều đường và phụ gia thực sự không tốt cho sức khỏe của bạn. Uống những loại đồ uống chế biến sẵn hoặc đồ uống tiện lợi có thể mua sẵn, chứa nhiều chất và năng lượng một cách thường xuyên sẽ không chỉ gây béo phì mà còn thúc đẩy việc thải canxi ra khỏi cơ thể. Nó sẽ gây ra ngày càng nhiều canxi trong nước tiểu, do đó sẽ làm tăng nguy cơ sỏi đường tiết niệu. Lời khuyên an toàn dành cho bạn là nên hạn chế sử dụng các loại đồ uống chế biến sẵn, chỉ nên uống nước đun sôi để nguội một cách thường xuyên. Duy trì được thói quen này mới giúp thận hoạt động ổn định và hiệu quả, giảm nhẹ các nguy cơ có thể tấn công sức khỏe và sự vận hành của thận. Uống nước trong lúc ăn.
hệ tiêu hóa sẽ bị ảnh hưởng, nhất là hoạt động của dạ dày nếu bạn có thói quen uống nước trong lúc ăn. Vì theo các nhà khoa học, nước sẽ pha loãng các dịch vị được tiết ra để tiêu hóa thức ăn, đồng thời làm tăng lượng insulin trong cơ thể và tích tụ chất béo. Sau đây là 5 tác hại khôn lường khi uống thừa nước. Chúng ta thường nghe về tác hại của việc uống thiếu nước, tác dụng của việc uống đủ nước mỗi ngày, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng đã bao giờ bạn nghe về những tác hại khôn lường của việc uống thừa nước chưa? Nhiều nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng uống quá nhiều nước có thể dẫn đến tích tụ chất lỏng dư thừa và có thể gây ra mức natri thấp, nguy hiểm trong máu hoặc thậm chí là xưng não. Nhiễm độc nước là nồng độ natri trong máu thấp, hạ natri máu xảy ra khi uống quá nhiều nước. Tình trạng hạ natri máu cũng có thể xảy ra do rối loạn chức năng thận bất thường và viêm dạ dày, ruột. Natri rất cần thiết cho cơ thể vì nó giúp thực hiện tín hiệu tế bào và các chức năng khác trong cơ thể. Vì vậy khi nồng độ natri giảm xuống, bạn có thể cảm thấy buồn nôn, mệt mỏi hoặc thậm chí có thể bị nhức đầu. Nhiễm độc nước cũng có thể ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ dưới 9 tháng tuổi và ở trẻ em. Các triệu chứng ở trẻ sơ sinh bao gồm khóc, thở bất thường, thay đổi hành vi, tổn thương não, nôn mửa và run rẩy. Xưng các tế bào, các ion natri và kali tự do hoạt động như chất điện giải giúp cân bằng chất lỏng giữa tế bào và máu. Khi lượng nước tăng quá mức khiến nồng độ chất điện giải giảm, nước di chuyển từ máu vào trong tế bào. Điều này làm cho tế bào xưng lên, thậm chí có thể dẫn đến xưng não, rất nguy hiểm cho sức khỏe. Làm hạ kali máu. Khi bị thừa nước, cơ thể sẽ phải giải phóng nước thông qua mồ hôi và nước tiểu, từ đó làm giảm mức kali trong cơ thể. Tình trạng này kéo dài có thể gây hạ kali với triệu chứng như nôn mửa, huyết áp thấp, tê liệt, buồn nôn và tiêu chảy. Bị chuột rút. Tiêu thụ quá nhiều nước sẽ làm giảm chất điện giải của cơ thể, sự mất cân bằng chất lỏng cũng ảnh hưởng đến các chức năng của cơ bắp, dẫn đến co thắt cơ và chuột rút. Làm ảnh hưởng đến tim. Uống quá nhiều nước có thể gây căng thẳng quá mức lên tim do lượng máu về tim tăng lên và cũng có thể dẫn tới động kinh trong một số trường hợp. Uống nhiều nước có hại cho thận. Thận là cơ quan có chức năng lọc nước, do đó nếu bạn uống nước quá mức sẽ khiến thận phải tăng giờ hoạt động lên. Tình trạng này kéo dài, dẫn đến chức năng thận suy giảm có thể gây ra các bệnh về thận như sỏi thận, yếu thận, suy thận. Những dấu hiệu khi cơ thể bị thừa nước. Nhức đầu. Khi bạn uống quá nhiều nước, các tế bào có thể bị sưng lên, trong đó có tế bào não. Khi tế bào não tăng kích thước sẽ bị chèn ép trong hộp sọ gây ra những cơn nhức đầu thường xuyên. Mệt mỏi. Uống thừa nước sẽ khiến thận quá tải, từ đó gây rối loạn hormone nên dễ khiến cơ thể căng thẳng mệt mỏi. Đi tiểu quá nhiều. Khi cơ thể thừa nước thì cơ thể sẽ cần phải giải phóng nước ra ngoài nên số lần đi tiểu sẽ tăng hơn rất nhiều. Nước tiểu quá trong. Nước tiểu trong vắt như nước lọc là dấu hiệu bạn đang tiêu thụ nước quá mức. Chỉ khi nước tiểu có màu vàng nhạt và trong thì lượng nước bạn uống vào mới là vừa đủ cho cơ thể. Lượng nước tối đa để uống trong một ngày là bao nhiêu? Lượng nước hàng ngày thay đổi tùy thuộc vào giới tính, tuổi tác, tình trạng sức khỏe và hoạt động hàng ngày. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ, các chuyên gia y tế cảnh báo phụ nữ nên uống 2,7 lít nước và nam giới là 3,7 lít nước mỗi ngày. Lưu ý lượng nước còn bao gồm cả nước trong các loại thực phẩm chúng ta đưa vào cơ thể như rau củ quả, cơm, nước canh và súp, v.v. Những ai thường có nguy cơ thừa nước. Bất kỳ ai cũng có nguy cơ thừa nước. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số đối tượng dễ gặp phải tình trạng thừa nước trong cơ thể hơn cả. Đó là những vận động viên, người tập gym, những người có thói quen và sở thích leo núi, hoặc người hoạt động trong quân đội. Các đối tượng này đều có chung một đặc điểm là thường xuyên phải hoạt động với cường độ cao trong thời gian dài. Mặc dù họ bị mất nước do tiết mồ hôi, lượng nước nạp vào để thỏa cơn khát thường lại lớn hơn rất nhiều nhu cầu của cơ thể.
Không có một con số cụ thể nào về lượng nước tiêu thụ phù hợp với tất cả mọi người. Chính vì vậy mà bạn nên kiểm soát lượng nước nạp vào dựa trên tình trạng cơ thể, tần suất hoạt động và điều kiện thời tiết. Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.